mà tôi sao thu hoạch ra ba cái sầu riêng này nè, nó bị xuống cây và hư lá cô, mà sao tôi xài ba cái sản phẩm mà ba số chín đó nay thấy nó xịt lên, nó thấy nó cây nó tươi tốt lại rồi, ra đọt nó đi đọt rồi, nó nay nó tốt lại rồi, giờ thấy nó xanh cây lại. Dạ. Cô tán cho con xin, con biết địa chỉ của cô ở ở đâu và cô mình đang làm trên giống cây gì vậy cô? Địa chỉ hả? Dạ. Địa chỉ ở ấp Long Hòa B, Dạ. xã Bằng Long á, Dạ. Châu Thành, Tiền Giang. Vậy là sau khi thu hoạch xong là cái cây vườn mình nó xuống rất là nhiều, nó bị chết đọt. Nó đi đọt quá trời, nó chết đọt khô nhánh nó trơn, bây giờ thấy nó tưới cái này vô đâu dí xịt nữa, rồi thấy nay nó đi đọt, nay nó ra đọt lại rồi nè. Dạ đúng rồi, là sau khi sử dụng sản phẩm kích phát tố 3 số 9 của công ty Bảo Minh cô ha. Dạ. Bảo Minh đó, nay là thấy nó tốt lại rồi. Rồi. Tôi mua thêm một thùng nữa. Dạ. Mua thêm một thùng nữa đặng mình xuất sản mình tưới thêm nè, với xịt cho nó tốt. Dạ. Cho nó tốt lại. Dạ. Rồi rất cảm ơn cô đã tin dùng sản phẩm của công ty Bảo Minh. Dạ.